Xin chào tất cả các con. Chúng ta sẽ đi sang tiếp cái video thứ 3 trong cái bài hai đường thẳng song song. Nội dung của video này sẽ là trình bày về một cái ví dụ điển hình cho cái dạng bài tập tìm giao tuyến nhưng mà liên quan tới yếu tố song song. Chúng ta sẽ không dùng giao tuyến gốc, không kéo dài nữa, bởi vì kéo dài bây giờ nó sẽ không cắt nhau được nữa, mà chúng ta sẽ phải dùng đến cái định lý về giao tuyến của ba mặt phẳng. Ta có còn nhớ nội dung cái định lý giao tuyến của ba mặt phẳng không? Đó là gì nào? Đề bài của chúng ta ở đây cho một cái hình chóp SABCD mà đáy là hình bình hành. Ta dành thời gian ta chép cái đề vào, chép đề bài vào trong vở, sau đó vẽ hình S A B C D. Đấy là hình bình hành. Được chưa nào? Rồi, câu đầu tiên tìm giao tuyến SAC và SBD. Thì ta thấy rằng cái câu này thầy cho rất là quen thuộc, nó là nội dung của bài trước. SAC và SBD thì ta thấy ngay là AC giao BD tại O. Từ đó O sẽ là điểm chung của hai mặt phẳng và S hiển nhiên là điểm chung của hai mặt phẳng, nên ta sẽ có giao tuyến của cái này là SO. Câu này cho mang tính chất nhắc lại thôi, không phải trình bày gì nhiều nhá. SAC và SBD có điểm chung là S. AC cắt BD tại O, vậy O cũng thuộc cả hai mặt phẳng và SO chính là giao tuyến của hai mặt phẳng. Rồi bây giờ vấn đề là SAB và SCD. Ta nhìn đi, SAB và SCD, hoặc thầy đổi lại cái đề bài thành SAD nhá và SBC đi cho cái hình nó đẹp một chút. SAD và SBC nào, câu thứ hai. SAD và SBC, ta nhìn thấy điểm chung của nó không? Đầu tiên ta thấy S thì là điểm chung, S chính là thuộc vào SAD, rồi S cũng thuộc vào SBC. Như vậy nó có S là điểm chung rồi nhá. Rồi đó, bây giờ S AD thì nó nằm mặt phía trong, SBC nó nằm mặt phía ngoài. Làm sao để sử dụng định lý về giao tuyến của ba mặt phẳng? Nội dung nó là cái gì? Thầy nhắc luôn vào đây nhá. Đây là lúc mình đang học cho hiểu thôi, đây không phải là chỉ bài lời giải nhá. Định lý về giao tuyến ba mặt phẳng. Ý của nó là gì? Là nếu ba mặt phẳng cắt nhau ra ba giao tuyến, thầy viết tóm tắt thôi, nếu có hai giao tuyến đã song song thì giao tuyến thứ ba cũng song song. Chi tiết về định lý này thì ta xem ở video trước và xem trong vở ghi của chúng ta ấy. Còn ở đây thầy vắn tắt là gì? Ba mặt phẳng mà ra ba giao tuyến mà có hai cái song song rồi thì cái thứ ba cũng song song. Cái mô hình hình học của nó có thể được hiểu, đây thầy vẽ bằng tay cho nhanh. Cái mô hình hình học của nó là ba cái mặt phẳng dựng đứng cắt nhau theo ba giao tuyến ABC. Hai cái song song thì cái thứ ba song song. Còn một cái mô hình rất thường gặp nữa cũng là kiểu này thôi, nhưng mà nó nằm ngang, nó nằm dọc xuống nha. Đây, chúng ta phải bắt gặp những cái mô hình quen thuộc cái này này thì lúc làm bài tập nó mới dễ. Chúng ta nhìn thấy trong bài tập mình làm nó giống giống cái hình nào thì mình làm theo cái hình đó, thì như vậy nó sẽ dễ hơn.
đấy, ba cái mặt phẳng là mặt đằng 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 trước, mặt đằng sau và mặt dưới đáy, cắt nhau theo ba giao tuyến A, B, C song song với nhau. Ví dụ như có hai cái song song rồi thì cái thứ ba sẽ song song. Rồi. Thế vào cái bài này của chúng ta, ta nhìn thấy không? Ta sẽ phải cần chỉ ra. Cần chỉ ra. Cần chỉ ra ba mặt phẳng. Rồi chỉ ra hai giao tuyến song song. Rồi sẽ suy ra giao tuyến thứ ba cũng song song. Đó. Đây là cái định hướng về cách làm. Mình phải nói với nhau và làm với nhau cái này trước đi, trước khi đi vào bài tập thì chúng ta mới thấy nó dễ hiểu. Ta suy nghĩ đi. Cần chỉ ra là ba mặt phẳng. Trong đó thì lại có hai giao tuyến song song rồi. Vậy cái giao tuyến thứ ba nó cũng sẽ phải song song. Ở đây ba mặt phẳng là cái nào? Câu số 2. Xét. Câu số 2 là sẽ xét. Xét ba mặt phẳng hai chấm. Nào, thầy sẽ liệt kê cho chúng ta ba cái mặt phẳng. Ta nhìn xem. Thì bao giờ là cũng phải chọn hai trong ba mặt phẳng chính là cái mặt phẳng người ta hỏi ấy. Đấy chính là SAD, SBC và SAD là mặt trong, SCD là mặt ngoài, hai cái nó xòe sang. Thế thì nó giống cái mẫu này. Một cái xòe ở bên trong, một cái xòe ở bên ngoài và một cái thứ ba là dưới đáy. Cái thứ ba là A, B, C, D. Ba mặt phẳng. Thế cái đôi thứ nhất là SAD giao với ABCD. Ra cái gì? Nhìn đi, SAD mà giao với ABCD chính là ra AD. AD. Thế cái đôi thứ hai là SBC giao với ABCD. Ra cái gì? SBC. SBC là mặt đằng trước nhá. Nhìn hình đi. Giao với ABCD là ra BC. Ta hình dung là gì? SAD mà giao với ABCD thì nó đã ra AD. Thế còn SBC mà giao với cái này thì ra BC. Có hai giao tuyến song song rồi mà AD song song với BC. Đó. Nên suy ra. Thầy xóa câu 3 nhé. Đề bài chúng ta ghi rồi đúng không? Thầy xóa đi để lấy chỗ viết xong rồi trình bày cho nó đẹp. Mà hai cái giao tuyến này này, AD này này với BC thì lại song song với nhau. Đây là hai cặp rồi. Thế còn cái đôi thứ ba đâu? Đôi thứ ba chính là đôi này. Đôi mà hai cái mặt phẳng này này mình chưa biết, đánh dấu hỏi vào. Đánh dấu hỏi chưa biết. Thì ta suy ra một điều là gì? Cái giao tuyến thứ ba. Đây là hai giao tuyến rồi mà. Giao tuyến thứ ba của cái gì? Của cái đôi này này. SAD và SBC. Nó phải là đường thẳng. Phải là đường thẳng song song với hai cái giao tuyến kia. Bởi vì lý thuyết của mình là gì? Hai giao tuyến song song rồi thì cái giao tuyến thứ ba cũng song song với hai giao tuyến đó. À, vậy thì cái giao tuyến thứ ba, đây 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 chính là giao tuyến thứ ba. Phải là đường thẳng song song với AD song song với BC. Hai cái này cái nào cũng được. AD BC. Thế nhưng mà giao tuyến thứ ba thì lại đi qua điểm nào? Ta nhìn thấy không? S S là điểm trung. Vậy thì nó phải là đường thẳng song song với AD mà đi qua S. Vậy là nó phải là cái đường thẳng đi qua S. Chính là delta. Đó.
Hình dung nó như thế nào? Chính là cái hình ảnh ở cái video trước thầy nói với chúng ta. Đây, chính là cái quyển vở này. Mặt SBC là mặt xuôi về đằng trước, mặt SAD là mặt xuôi về đằng sau. ABCD chính là mặt dưới đáy. Mặt dưới đáy, ta tưởng tượng là có một tờ giấy kín ở dưới đáy này này. Thế thì đây mặt đằng, cạnh đằng trước này chính là cạnh BC, cạnh đằng sau này này chính là cạnh AD. Thế và cái giao tuyến bây giờ chính là cái gáy này, chính là cái đường thẳng của gáy, gáy quyển vở này này. Nhá, ba đường song song với nhau. Đó, được chưa? Rồi, coi như là ta đã chỉ ra được cái giao tuyến của câu thứ 2 và vẽ nó trên hình. Bây giờ chúng ta sẽ sang câu thứ 3. M là trung điểm của SA. Ta xem đề bài rồi ta vẽ hình đi. M là trung điểm của SA. Hỏi rằng cái mặt MBC MBC thì giao tuyến của nó với mặt SAD thế nào? Câu 3. MBC SAD thì thế nào? Đó, giao tuyến, tìm giao tuyến. Ta nhìn đi, MBC SAD nhá. Bây giờ trong quá trình làm bài để cho nhanh và dễ hiểu, ngắn gọn thì ta sẽ không cần viết dài dòng câu chữ như thế kia nữa, mà sẽ làm nhanh thôi, dùng mấy cái ký hiệu thôi nhá. Đằng nào thì cái chỗ này là mình cũng học để hiểu thôi mà. Còn chuyện trình bày thì chúng ta sẽ lựa theo cái quy định trình bày của thầy cô trên lớp thì chúng ta trình bày theo, được không nào? Xét ba mặt phẳng MBC SAD ABCD. MBC là xuôi về đằng trước, SAD là xuôi về đằng sau, ABCD ở dưới đáy. Nào, đôi này giao tuyến là AD. SAD với ABCD là AD. Đôi này là BC. Mà BC thì lại song song với AD. Thì cái đôi này, đôi này là đôi chưa biết. Ba mặt phẳng thì nó ra ba đôi mà. 2 3 1 3 và còn 1 2 chưa biết. Mà cái này song song cái này nên nên MBC giao với SAD. Đây này, nó phải là đường thẳng song song với gì? Với BC. Mà nắm màu quá nhỉ. Mà cái này nên cái này là đường thẳng song song với BC và đi qua điểm gì? MBC và SAD. MBC và SAD có điểm chung là gì? Dùng mấy giây để trả lời thầy xem nào. Đi qua M. Đi qua M. M là điểm chung của hai mặt phẳng, ta nhìn thấy không? M là điểm chung của hai mặt phẳng. Rồi, xong. Quyết định nó là đường thẳng đi qua M và song song với BC. Vậy thì ta kẻ nó đi. Qua M song song với BC. Dựng hình. Kẻ qua M đường thẳng song song với AD hay là BC thì cũng thế thôi. Đây cũng thế này, song song với AD này. Ở trong cái mặt phẳng SAD. Đấy, kẻ qua M đường thẳng song song với AD ở trong mặt SAD. Và sau đó nó cắt SD tại N. Cắt SD tại N. Từ đó ta mới suy ra thiết diện khi cắt bởi mặt MBC chính là gì? Chính là cái hình
Hình thang BMNC. Rồi, tiết diện chính là hình thang BMNC. Ở cái giai đoạn vẽ cái hình cuối này thì thầy sẽ xóa bớt đi, nhìn hình cho nó đẹp. Đó, tô đậm vào. Trong vở chúng ta cũng có thể là hãy dùng bút đánh dấu hoặc bút chì chúng ta thể hiện cái thiết diện này ra, nhìn cho nó rõ. Đó, nhìn từ xa thì bọn con có quan sát được cái thiết diện này không? Thiết diện này là hình thang nhá, BMNC mở ngoặc hình thang, và nó rõ ràng vào đây cái tính chất. Sau này có những cái bài trắc nghiệm là người ta sẽ hỏi thiết diện này là hình gì? A là tam giác, B là tứ giác. À, B tứ giác thì nó sẽ bị nhận lẫn đáp án, nhưng nó sẽ cho là hình thang, là hình vuông, hình chữ nhật chẳng hạn đấy. Mình sẽ phải chọn là hình thang. Hiểu chưa nào? Rồi, ta kết thúc cái ví dụ này ở đây.